Chúa ngày thứ bảy mùng 2 tháng giêng năm 2021 Lời Chúa ngày thứ bảy mùng 2 tháng Giêng năm 2021. Thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang năm mới rồi. Bây giờ là mỗi người thêm một tuổi mới rồi. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy đầu năm đầu tháng. Mỗi ngày thứ bảy chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho giới trẻ và chúng ta cũng đang sống trong năm mục vụ giới trẻ Đồng hành với người trẻ trong gia đình Theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam Mỗi ngày thứ bảy anh chị em cầu nguyện cho những người trẻ ngày hôm nay Được luôn luôn tím thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa Nhiều cha mẹ than phiền rằng Cháu nó Ngày xưa còn bé nó đọc kinh rồi nó đi lễ ngoan lắm Thậm chí là tham gia, giúp lễ tham gia ca đoàn Nhưng mà đến tuổi 16, 17, 18 là bắt đầu nó không đi lễ nữa Nó không tham gia ca đoàn, không đi thiếu nhi thánh thể Không có xưng uh, tội rước lễ nữa Và nó bỏ đạo nhất là bên nước ngoài Ở Việt Nam thì tương đối còn đỡ vì đời sống gia đình còn chặt chẽ cha mẹ còn gần gũi gắn bó được, còn nói được. Còn bên nước ngoài thì tới tuổi 17, 18 là nó được độc lập. Cho nên cha mẹ không có quyền mắng mỏ hay là dạy dỗ răn đe gì nữa. Nó cũng không muốn nghe nữa. Rồi giữa hai thế hệ già trẻ lại khác nhau. Vì thế mà đó là cái điều rất nặng nề cho những người làm cha làm mẹ đặc biệt đang sống ở nước ngoài. Và trong những nỗ lực của mình thì chúng tôi cố gắng là mỗi ngày có chừng 5-10 phút lời chúa bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ ở bên nước ngoài. Mặc dù tiếng Anh của các bạn được sinh ra, được lớn lên thì nó như tiếng mẹ đẻ. Các bạn nói tiếng Anh giống như tôi nói tiếng Việt. Còn các bạn nói tiếng Việt giống như tôi nói tiếng Anh. <laughs> Cha có khỏe không? Con thích nghe tiếng nói tiếng Việt mà con không khỏe nói lắm thưa chị em dẫu sao đi nữa thì trọi trẻ tiếng anh bằng lời, lời chúa thì cũng giúp cho các bạn phần nào đó có thể các bạn cố gắng dành một ngày năm mười phút để nghe lời chúa nghe suy niệm và cùng cầu nguyện để nuôi dưỡng niềm tin của mình nhất là để ngọn lửa lòng thương xót chúa được luôn luôn cháy sáng trong các bạn giờ đây mời các bạn và anh chị em cùng nghe lời Chúa ngày mùng 2 tháng Giêng. Bài đọc 1 trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ chương 2 câu 22 đến câu 28. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Kẻ ấy là tên phản Kitô là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa con thì cũng không có Chúa cha. Kẻ tuyên xưng Chúa con thì cũng có Chúa cha. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa con và Chúa cha. Và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá thì theo như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại trong người. Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong người, để khi người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Đó là lời chúa. Mình chăm lập lại câu đáp. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thanh của người. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ mà khai đức công chính của người trước mặt chư dân người đã nhớ lại ân tình và tin nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa hỡi toàn thế đĩa cầu, mừng vui lên reo hò đàn hát. Hallelujah, Hallelujah, thua xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phan dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sư, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phan dạy chúng ta qua thanh từ. Alleluia. Mình chiêm mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 1 câu 19 đến câu 28. Gioan 1 19 đến 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không. Họ liền nói với ông: Thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisee, họ hỏi ông: Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ ông Gioan trả lời tôi đây làm phép rửa trong nước nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Jordan nơi ông Joan làm phép rửa. Đó là lời chua. Anh chị em, ngày hôm qua đầu năm mới không biết anh chị em có được đi chơi đâu? Không? không biết anh chị em có được đi dự những bữa tiệc đầu năm hay không? Không biết các bạn trẻ có được cùng với người yêu của mình hay là với bạn bè của mình để họp nhau mừng năm mới hay không. Bây giờ nó có nhiều cái nó đổi thay. Virus corona nó đến nó làm cho nhiều cái đổi thay. Nhưng có một điều chắc chắn không đổi thay. Đó là Thiên Chúa yêu các bạn. Và Chúa mời gọi là hãy ở lại trong Chúa. Thứ thứ nhất của Thánh Doan nói rằng là Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và đây là điều mà chính Đức Giêsu đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tôi nói cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Các bạn trẻ ngày hôm nay có nhiều bạn đã đang bị đi lạc đường bởi những lạc thuyết bởi những người đến rao giảng về Đức Kitô như Đức Kitô mà thực sự đó là phản Kitô. Chúng ta còn nhớ một thời đạo mẹ Chúa trời đã lôi kéo rất nhiều bạn trẻ đến mức độ mà một giám mục phải nói rằng tôi cũng lấy làm sừng sốt và ngạc nhiên khi đạo Công giáo của mình rao giảng biết bao nhiêu năm mà số người nhất là những người trẻ theo chưa được bao nhiêu ấy thế mà đạo mẹ chúa trời mới xuất hiện chừng một hai tháng mà nó lôi kéo có khi trong giáo phận hay trong giáo xứ đó cả chục người cả trăm người mà những người đi theo đó họ bỏ hết tất cả mọi sự công ăn việc làm nhà cửa để mà đi theo và họ xây sư họ tin một cách gọi là đến mức độ mà mù quáng nữa thì không hiểu là như thế nào cho nên Doan bảo rằng tôi viết những cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ mà tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Mà nhớ rằng hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong người, tức là ở lại trong Chúa Giêsu để khi người xuất hiện chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Đức Giêsu cũng luôn luôn mời gọi anh em hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong Chúa Cha và hãy gắn bó ở với Thầy như là cái cành nó gắn bó với cây. Nó lìa cây thì nó sẽ khô héo. Cây nho, cành nho phải gắn liền với cây nho. Thì các bạn trẻ ơi trong năm mới này và anh chị em ơi trong năm mới 2021 này, chúng ta hãy đến với Chúa và gắn bó chặt với Chúa dù rằng có đói, có khát có virus corona có khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hóa bất cứ cái gì thì hãy ở lại trong chúa ở lại trong chúa là mỗi ngày anh chị em nghe lời của ngài mỗi ngày anh chị em cầu nguyện với ngài mỗi ngày anh chị em thưa thốt trình bày với ngài mà chúng tôi đã gửi đến anh chị em mỗi ngày những món ăn tinh thần đấy những bài giảng lòng Chúa thương xót mỗi ngày, lời Chúa lương thực hàng ngày đấy. Và nếu các bạn trẻ nghe tiếng Việt không được thì các bạn nghe tiếng Anh trọn trẻ đi. Và các bạn hãy lấy gương sáng của các thánh, nghĩa là các thánh Từ đạo Việt Nam để mà sống đi. Và khi mà nghe lời Chúa sống theo gương các thánh Từ đạo, sống theo lời Chúa là các bạn đang sống đúng, sống đẹp đấy. Và đem cái cách sống đúng, sống đẹp bằng cách là thực hành lời Chúa cụ thể là thực hành lòng thương xót với những người khác đi. Chúng ta làm những cái đó trong năm mới này mình có một quyết tâm mà làm cái đó. Hàng ngày chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng đời sống thiên liêng, đời sống tinh thần, đời sống đức tin của các bạn bằng lương thực hàng ngày là chính lời của Chúa. Bạn đón nhận chứ? Và khi bạn đón nhận như vậy, bạn gửi đi cho những người khác đi. Bây giờ các bạn khoa học kỹ thuật, phương tiện truyền thông các bạn rành lắm, nãy cô em nói là cha chỉ cần xây và rồi trong dùng word trong cái máy vi tính trong cái điện thoại tôi bảo tôi tao chỉ biết mỗi cái là nhắn tin với lại gọi điện thư bảo là có word trong điện thoại rồi gì xây vào rồi lên danh sách thì không biết nghe nhức cả đầu nhưng mà các bạn là những người trẻ ngày hôm nay các bạn rành lắm tôi thì vì là lý do phải rao giảng lời chúa qua phương tiện truyền thông cho nên là cũng mày mò nhờ các em nó hướng dẫn cho thâu âm như thế nào rồi lồng tiếng ra sao rồi lồng nhạc như thế nào rồi chỉnh sửa làm sao cũng phải học may mò như thế để gửi đến anh chị em lời của Chúa để các bạn được ở lại trong Chúa nhiều khi mình ở lại trong danh vọng mình ở lại trong tiền bạc hay là để cho tiền bạc nó ở trong mình đến mức độ mà Chúa đến gõ cửa không thấy cửa mở hoặc là mở ra rồi thấy không còn chỗ nữa vì ở trong mình là tiền là quyền là danh là vọng là biết bao nhiêu thứ thuộc về thế gian ân phúc nơi lòng thứ nhất Chúa đem đến Chúa là phải sắc giỏ, còn đầy ân phúc với hai bàn tay còn đầy ân phúc đó mà đi ra tội nghiệp Chúa lắm các bạn ơi cho nên nói rằng Lòng thương xót Chúa cũng không sai đâu. Là thương xót cho Chúa. Tội nghiệp Chúa. Chúa muốn ở lại trong chúng ta mà không có chỗ nè. Cũng giống như là Giuse à, và Maria bụng mang dạ trời đi gõ cửa từng cái nhà trọ mà không có chỗ nè. Cuối cùng phải ra chuồng bò, hàng bê lem. Chúa cũng muốn ở lại trong chúng ta lắm chứ. Và khi mình có Chúa ở trong mình rồi thì mình không giữ Chúa ở trong mình mà mình lại trở thành những người giới thiệu như là Gioan giới thiệu Chúa cho người khác tôi là tiếng hô trong hoang địa là sửa đường cho thẳng để Chúa đi tôi không phải là đứng Kitô không phải là Elia không phải là ngôn sứ nào cả mà tôi là tiếng hô trong hoàng địa mỗi người bạn trẻ ngày hôm nay hay là tiếng hô trong cái hoang địa, hoang địa có nghĩa là một nơi mà tiếng của mình nó vang vọng như trong hoang địa không có người đáp ứng. Long ơi, không thấy thằng Long đâu nó thưa cả. Long à, vẫn không thấy thằng Long nó thưa cả. Chúa đang gọi tôi trong hoang địa bị của lòng tôi vì tôi không đáp lại lời ngài. Cho nên giữa thành phố này, giữa thế giới này, các bạn hãy là người hô lên lòng thương xót Chúa đây. Hô cho mọi người nhận biết về lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói ta khao khát ta mong ước và ta rất vui khi con nói về lòng thương xót Chúa, khi con cho người khác biết về lòng thương xót Chúa và càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì ta càng vui và ta chỉ muốn người ta đến với lòng thương xót của ta để họ cầu khẩn họ cầu khấn họ cầu nguyện để ta ban ơn xuống cho họ mà chúa bạn nghe này khi bạn nhận bạn muốn nhận nhiều hay nhận ít cô hà khi anh sum anh muốn cho cô tiền hay là cho cô món quà cô muốn nhiều hay muốn ít nhận nhiều hay nhận ít nhận nhiều anh tuấn khi anh cho cô phụng món quà anh muốn cô nhận hay muốn cô từ chối có người nói có anh chàng anh ấy si mê con ngày nào cũng đưa đến một bình hoa hay là một chùm hoa con không nhận không được mà nhận rồi không biết để đâu nhận xong đem ra nhà thờ trưng hoặc là nhận xong thì gửi cho nhà hưu với người già thưởng thức mà anh ấy si mê con đến mức độ mà chỉ muốn con nhận đấy. mà con nhận thấy anh vui mà mỗi chùm hoa cả trăm đô cả năm mươi đô chứ đâu có rẻ hay gì tôi nói sao không bảo anh quy thành thóc để cho người nghèo bảo không anh không muốn cho người nghèo anh muốn cho người anh yêu mà người anh yêu là con cơ <laughs> mà khổ nỗi con là hoa có chủ rồi mà anh cũng là chủ có hoa rồi Mà anh vẫn cứ một cái tình yêu ngang trái như thế Thì thưa anh chị em Thiên Chúa của chúng ta Cũng muốn ở lại trong chúng ta Mà rất tiếc là Các bạn ngày hôm nay Các bạn không có chỗ cho Chúa Mình vẫn hát bài hát gì đó Con, con xin một chỗ trong trái tim Chúa Mà thôi Con xin một chỗ trong trái tim Chúa Chúa bảo sẵn sàng I'm ready Lúc nào cũng sẵn sàng có chỗ cho con. Lúc mình hát xong, bỗng nghe một bài hát, bỗng nghe một giọng hát, cho ta xin một chỗ trong trái tim của con. Ai hát biết không? Chúa đấy. Chúa là tiếng hô trong hoang địa. Ấy. Cho ta xin một chỗ trong trái tim của con. Ta muốn ở lại với con. À, cái ông nào vơ va vơ vặt trái tim tôi có chủ rồi có chỗ hết rồi xin cái gì ta xin một chỗ trong trái tim con ông đến làm phiền lắm sao lại phiền tôi đang nhậu mà ông bảo tôi không nhậu nữa thì sao Tôi đang ăn chơi thoải mái hưởng thụ mà ông bảo tôi đừng ăn chơi thoải mái là sao? Tôi đang có kẻ hầu người hạ mà ông bảo rằng là đến để phục vụ chứ không được phục vụ là sao? Tôi đang thể hiện quyền hành đứng chỉ tay năm ngón mà ông bảo rằng ai làm lớn thì phải làm người hầu hạ anh em là sao? Tôi đang điên tiết lên tôi muốn là chơi cho nó biết thế nào là lễ độ cho nó chưa thấy quan tài nó chưa đổ lệ mà ông bảo tôi là tha thứ cho kẻ làm khốn mình là sao? Ôi, Không có chỗ trong trái tim của tôi đâu Ông đi chỗ khác chơi đi Để khỏi làm phiền tôi Năm mới này Chúa là người hành khất Cho tôi xin chút tình yêu <laughs> Chúa nói rằng Ta muốn ban ơn mà muốn ban nhiều Chứ không muốn ban ít Chúa nói Phostina như vậy Ta chỉ muốn cho nhiều thôi Mà càng lãnh nhận nhiều bao nhiêu Thì ta càng vui bấy nhiêu Nhưng mà rất tiếc là người ta không nhận người Ta không đón nhận lòng thương xót của ta Thậm chí là tấm mảnh lòng thư xót của ta họ cũng không muốn cho treo nữa kìa. Tượng lòng thư xuất của ta muốn trưng họ cũng bảo là lúc nào đọc kinh thì đưa ra, còn không đọc kinh thì đâm cất vào trong xó, trong góc, ốc tủ. á. Ta cũng không có chỗ đứng. Cả một cái cơ ngơi, cả, cả cả hectare đó. Cả mấy ngàn mét vuông đó. Những tòa nhà, cho bao nhiêu người đến đấy, Cả một trung tâm đó mà ta không có chỗ con ơi. Cái ốc tủ đứng thôi, nào khanh ra rồi khênh vô. Tội nghiệp Chúa như vậy chứ không phải không đâu thưa anh chị em Hoặc là nếu người ta có chân ta thì Người ta để lên thật là cao, thật là to Mà trong cái tim của họ thì ta lại không có chỗ Trời ơi Ta không có chỗ trong cái tim của họ Sao biết thì họ có biết xót so thương nhau đâu Họ không biết xót so thương người khác đâu Họ có quyền là họ sử dụng quyền thôi Để họ bảo vệ cái chỗ đứng của họ vì họ nếu mà họ xót thương con Tức là họ xót thương ta đó Thì có thể là họ bị mất chức Có thể là họ, họ, bị cạo đầu Họ có thể là bị sờ gáy Có thể là họ bị mất mũ Vì dám thương xót những đứa tội lỗi Cho nên là để bảo vệ chỗ đứng của họ Bảo vệ cái mũ của họ Để bảo vệ vị thế của họ Thì họ cũng dập đi Không có xót với thương gì cả Giống như là ma quỷ Satan nó nói với Faustina Và nói với chúng ta ngày hôm nay là Chúa chỉ có trừng phạt Không có xót với thương gì đâu và ngày hôm nay Nhiều người để bảo vệ cái chỗ đứng của họ Cái mũ của họ Họ cũng không dám đón nhận ta vào trái tim của họ Vì nếu mà đón nhận ta vào trái tim của họ Thì họ phải thể hiện lòng xót thương Mà thể hiện lòng xót thương thì họ bị thiệt thòi Mà họ sẽ bị thiệt thòi Vì như vậy thôi mất chỗ mất chức Mất tiền mất quyền mất hết mọi thứ Họ không biết rằng là có ta là có tất cả Họ bảo rằng là có ta là họ mất tất cả Trời ơi là trời Johan bảo rằng là người đến sau tôi mà tôi không đáng cởi quay dép cho người. Còn bây giờ thì nó cứ đi trước ta thôi. Nó che hết bóng của ta. Vinh quang của nó tỏa rập với cho người khác còn vinh quang của ta chả thấy đâu cả. Người đến sau tôi tôi không đáng cởi quay dép cho người cơ mà. Tôi phải nhỏ đi để người lớn lên. Còn bây giờ thì nó càng lớn bao nhiêu thì nó càng muốn đè ta thấp bấy nhiêu. Nó không muốn có ta trong nhà nó trong cộng đoàn nó không công ảnh không tượng gì cả đừng nhắc đến lòng thương xót nó coi lòng thương xót là cái gì cấm kỵ cứ nói đến lòng thương xót là nó bị dị ứng vì có lòng thương xót thì phải xót thương người khác mà xót thương người khác thì coi chừng mất chỗ đứng mất chức mất quyền mất tiền mất địa vị thôi đi chỗ khác chơi xót với chẳng thương gì cả ừ vật lộn ông đến là phiền đời của tôi, ông đi chỗ khác đi, là hãy là do An đi trước để dọn đường cho ta, để giới thiệu cho người ta biết về lòng thương xót của ta đi các bạn ơi, anh em ơi, và càng có chức càng có quyền bao nhiêu thì hãy nhớ rằng là người phục vụ là đầy tớ để tỏ lòng thương xót anh em mình, để xót thương anh em mình để cứu vớt anh em mình, cho dẫu anh em mình có tội lỗi thế nào đi chăng nữa thì hãy là bỏ 99 con trên mà đi tìm cái con trên lạc mà tìm được con trên lạc thì vác lên vai mà đưa về chứ phải tìm được con trên lạc là vặn cổ nó mày chết với tao mày để tao vất vả tao đi thoát mồ hôi ra tí nữa thì có phải tao mày chết với là tao chết vì mày không về đây hoặc là mày biến đi còn 99 con là được rồi một con làm cái gì có mất mát gì đâu có thí thêm 10 con nữa cũng chả sao ta còn 99 10 con đây Ta vẫn là chủ chăn đây Đấy thưa anh chị em Ngày hôm nay Chúa đang nói với mỗi người chúng ta Ngày hôm nay như vậy Trong ngày đầu năm Chia sẻ với anh chị em và các bạn Những cái bức xúc của Chúa Giêsu Bức xúc vì rằng là Dạo An thì bảo rằng Đi trước để dọn đường Mà ta đến rồi có thấy Có đường nào được dọn đâu Toàn là làm gian làm dối Đường cao tốc một ngàn tỷ Mà mới đi ba bước là đã bị ổ ga rồi ta tí ta té bị trượt chân vì nó làm ẩu quá đường cao tốc gắn những cái cột điện rất, rất, cao rất đẹp mới bão một phát đi qua là cứ cột điện nó chơi hết lên chẳng có bê tông gì cả không có cốt sắt luôn nó ngoái thì may còn tí cốt tre nó may cốt tre cũng chẳng có mỗi xi măng chẳng cốt gì cả thế thì dọn đường cho ta như thế nào bằng sự dối trá bằng cái sự lừa lọc à bằng cái sự thiếu trung thực à doan la lên rằng là hãy đi dọn đường cho chúa mà ta đến chẳng thấy thế nào nó để ý cả chẳng thế nào nó dọn dẹp dập gì cả vẫn cứ bày hầy như vậy vẫn cứ lộn xộn như thế vẫn cứ vô tổ chức như vậy vẫn đầy những tham sân si đầy những danh vọng tiền của chức tước chứa đầy mà không có một cái chỗ nào cho ta cả mà ta bảo rằng là hãy ở lại cho ta ở lại trong con Và Doan bảo rằng là anh em là những người con bé nhỏ Hãy ở lại trong người đi Đến khi người xuất hiện Ta được mạnh dạn chứ không bị số hổ Không phải xa cách người trong ngày người, người quang lâm Mà bây giờ ta đến thì chả thấy chỗ nào cả Là sao Tôi không đáng sách dép cho người mà Còn bây giờ thì nó bắt ta sắp dép cho nó Chúa của chúng ta đang như vậy Đấy thưa anh chị em và thưa các bạn Đầu năm xin chúa thương chúng con xin chúa cho chúng con trở thành những người đi loan báo lòng thương xót của chúa dọn đường cho người khác biết về lòng thương xót của chúa bằng tất cả những phương tiện truyền thông mà những người trẻ chúng con ngày hôm nay chú trao cho tay chúng con những phương tiện truyền thông đó không phải để thỏa mãn cá nhân mình nhưng là những phương tiện để đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của chúa amen